Mùa mưa bão cũng là thời điểm thường xuất hiện những vụ tai nạn về điện, khi dây điện bị gió quật đứt hoặc là bong tróc vỏ nhựa, cách điện, gây nên tình trạng rò rỉ dẫn đến điện giật đối với người. Trên thực tế, trong thời gian vừa qua, nhất là về mùa mưa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung và địa bàn thành phố Biên Hòa nói riêng, đã có nhiều vụ cây xanh ngã đổ làm hệ thống điện đứt gãy và cúp điện diện rộng nhiều giờ liền. Bên cạnh đó cũng ghi nhận một số điểm bị rò rỉ điện, nhưng may mắn người dân phòng tránh kịp thời. Tuy vậy, để đảm bảo an toàn điện, nhất là vào mùa mưa bão, cần có sự phối hợp từ các đơn vị địa phương. Trong đó, ngành điện lực phải luôn là đơn vị chủ trì, chủ động phối hợp với các bên liên quan, tránh tình trạng khi xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc lại đổ qua lại giữa các bên.